Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn. Và hôm nay mình làm clip này để chia sẻ các bạn về những cách để chọn cho mình được một cái đàn guitar ưng ý dành cho những người mới bắt đầu. Bước 1, chúng ta sẽ xác định ngân sách của mình dành cho cây đàn guitar. Thì hơn 60% theo mình đánh giá thì các bạn đều có một suy nghĩ rằng chúng ta sẽ chọn một cây đàn giá thật rẻ, đâu đó khoảng 400, 500, 700 hoặc 1 triệu để bắt đầu tuyển tập. Thì đó cũng là một ý tưởng khá là tốt, vì các bạn có thể xác định được mình có học lâu dài hay không, hay là mình chỉ để chơi giải trí. Bên cạnh những cái đàn giá rẻ, chúng ta sẽ gặp một số bất cập như tiếng đàn của nó sẽ không được hay, hoặc phím bấm sẽ khá là cứng. Tuy nhiên, nếu ngân sách của bạn thật sự quá hạn hẹp, hoặc là các bạn chỉ xác định chơi để giải trí ngắn hạn, vui vẻ thôi, thì đó cũng là một ý tưởng không tồi tí nào. Tuy nhiên, nếu các bạn xác định guitar là đam mê của các bạn muốn theo đuổi nó một cách lâu dài và chuyên nghiệp, thì chúng ta cần phải tìm tới một cây đàn chất lượng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một showroom đàn guitar. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm để chọn cho mình một cây đàn guitar chất lượng nhé. Mình đang đứng tại showroom của nhạc cụ Minh Phụng. Như các bạn đã biết thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều mẫu mã, các loại đàn khác nhau cũng như giá cả khác nhau. Điều đó sẽ gây khó khăn cho các bạn trong việc lựa chọn guitar cho mình. Tuy nhiên, như ở bước 1 mình đã nói thì các bạn xác định cho mình ngân sách để mình đi mua đàn guitar. Thì tới bước 2 này mình lựa chọn guitar sẽ khá là dễ dàng. Số 2, chúng ta sẽ chọn đàn theo thể loại nhạc của mình chơi. Nếu các bạn là một người đam mê nhạc trẻ, nhạc trend hiện tại, hoặc là các bạn thường xuyên chơi đệm hát, thì mình nghĩ một cái đàn acoustic sẽ phù hợp với các bạn hơn. Còn nếu các bạn là một người yêu dòng nhạc cổ điển, những dòng nhạc nhẹ nhàng, độc tấu, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái đàn classic. Và hai cây đàn đó khác nhau như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ ra những điểm khác nhau của hai cây đàn đó. Trên tay mình bây giờ đang là một cây đàn guitar acoustic. Đặc điểm của nó khác biệt với những cây classic như này như thế nào? Thứ nhất là cần đàn của nó khá là nhỏ. Thứ hai là dây của nó là dây sắt. Và tiếng của nó rất là sáng. Và cây này rất là phù hợp với những thể loại fingerstyle hoặc đệm hát. Các bạn sử dụng cây đàn acoustic này để đệm hát những ca khúc nhạc trẻ hiện nay thì nó sẽ phù hợp hơn so với cây đàn classic. Đây là cây đàn guitar classic. 6 dây của nó sẽ được làm từ dây nylon và cần đàn của nó sẽ to hơn cây đàn acoustic. Và nó sẽ có một chút khó khăn dành cho những bạn có ngón tay khiêm tốn. Những dòng nhạc mà chúng ta thường chơi trên cây đàn classic này là những bài cổ điển hoặc là những bài độc tấu guitar nhẹ nhàng tình cảm. Số lưu ý nho nhỏ rằng đầu tiên các bạn sẽ quan tâm tới vấn đề cây đàn đó được làm từ gỗ gì. Thì nếu có điều kiện mình nên chọn những cây đàn được làm từ gỗ nguyên tấm. Mình nên hạn chế chọn những cây đàn gỗ ép, tại vì những cây đàn gỗ ép sẽ cho một chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm. Điều thứ hai, có một số bạn hỏi mình rằng cây đàn có cần được lắp EQ không. Thì theo mình đó phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn, hoặc là nếu các bạn có nhu cầu muốn biểu diễn hoặc đưa tiếng đàn của mình ra những dàn loa lớn thì mình nên lắp EQ. Còn nếu chỉ mình chỉ chơi giải trí hoặc là đi off các câu lạc bộ thì mình cũng không cần thiết phải lắp lắm. Và điều cuối cùng, chúng ta nên kiểm tra các phím đàn của mình có bị rè tiếng hay không, tiếng ra có tròn hay không.
bằng cách như sau. Mình sẽ đánh lần lượt từng phím trên từng dây đàn. Đó, mình chỉ cần kiểm tra sơ qua một lượt như vậy là được. Nếu cái đàn của mình không có cái tiếng nào bị rè hoặc toàn bộ tiếng đều tròn vẹn như vậy là một cái đàn khá là ok. Một lưu ý tiếp theo đó là về phần dây đàn. Chúng ta nên chọn những dây đàn có uy tín như Elixir, Adario hoặc Alice. Và đặc biệt chúng ta không nên sử dụng những dây đàn quá cũ hoặc là đã bị rỉ. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Và cuối cùng là mình sẽ chọn những thương hiệu đàn uy tín phù hợp với các dòng nhạc của mình chơi. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm trôi nổi, cho nên mình hãy chọn những cửa hàng uy tín để mình có thể mua được một cái đàn ưng ý nhất. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình cũng có thể sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn chọn được cho mình một cái đàn guitar phù hợp nhé. Và chào tất cả các bạn.